Đây cô chú quý anh chị, đây Ngọc Cường mới vô nhà chú Tám mua lẩu bò với lại ấy vô gặp với lại nhậu với bạn Tử nè. Chưa hết bắt lửa lên như vậy, ta đổ vô đi bắt để xèo lên. Cho nó nóng. Lô. Rồi, đang đổ ra nè, nhậu nè, mua lẩu bò nè. Dưới nhà chú Tám nè. Anh với anh Tửng với lại Hoàng với chú Bảy. Về không? Lẩu tỉ, khèo chất lượng. Lẩu dùng ngon ha. Nấu nước dùng chất lượng. Lẩu dùng hết biết lẩu luôn. Đậu bớt lại chứ không có hết nổi đâu, nhiều lắm. Nước cái tràn, nó lấy cái nồi gì đó, hay lấy gì múc bớt lại chừa lại đi. Gì cũng bán chứ, rồi về ghé mua thêm 70 hộp thịt lộn nữa ngoài này bán. Bỏ vô. Nãy giờ điện bia chưa? Điện bia đấy, chưa có số đâu điện. Nói tao cũng quên rồi. Điện đi, có số đâu, điện đi. Điện vô, chảo vô này nóng là vừa luôn hả? Nhiều lắm, trời ơi quá trời rồi nè. Múc ra bớt đi để hà gì hết. Đấy, hãy biết chừa lại trong cái bịch đó đó, cột lại đi. Trời, nó chừa lên như đây đi. Đạt còn hột vịt lộn nữa nè, quá trời cái lẩu này trước đi rồi lộn sao? Cái lẩu bán nó 250.000 rẻ chứ buồn, quá rẻ lắm. Nãy giờ lẩu hết biết luôn, lẩu ngon rồi. Ăn nổi, ai ăn cho nổi, ớt bơ hết. Lẩu điểm 8 vậy. Thịt không luôn. Đang làm sao bán chạy về rồi viên. Cơm. Chưa ăn cơm hả? Này cái này phèo non nữa nè chứ không phải lòng nữa nè chứ không phải là đuôi. Cái này mà quất vô cục đã nư luôn, quá trời con mỡ coi nè. Chạy nước miếng khoái khoái. Nãy đầu mua mới à, mới nhà mới ăn đâu không? Bánh hỏi với lại heo qua. Đang đâu vậy? Đang làm hả? Đục mới giờ mới mua lẩu bò bự quá giờ sao ta? Bảy ngồi đây không ngồi cái kia. Mấy ngồi cái giữa đây, ngồi cái mũ đó. Đây là chú Bảy là thầy bắt rắn với bắt lương, bữa nào bắt nó vô nấu quay lên nữa. Bữa chú Bảy coi quay lên, chú Bảy lên lần. Quá trời. Mối từ vừa tới rồi. Mối từ vừa tới rồi. Trời ơi đó. Tưởng em không vô là anh giận em luôn. Trời ơi. Sếp Sơn. Bảy chửi không? Thôi không chửi nữa. 7 giờ Bảy nghỉ chửi con rồi. Hết chửi luôn, chửi thằng hàng ấy không thấy à. Nào nữa nè. Liều em có mình em không dám vô đây nữa em. Thằng con mình dám vô đây hả em? Anh Diễm dám không? Chứ hỏi có 3 người mà nó bỏ đi còn 2 người không thùng à, uống hết 2 kết giận không thèm uống luôn. Rồi uống bia uống gì nè, ông Bảy cúng làm trước đi không Bảy? Rồi để làm trước đi. Con đâu biết đâu. Làm trước. Làm đi. Giờ nó bỏ ra hết rồi. Uống rượu không ơi. Khỏe, tay khỏe chân, dọn tiếp rồi nó quay nữa rồi. Nè. Làm YouTube hả? YouTuber. Rồi Hoàng lấy chén. Có không Hoàng lấy. Hoàng lấy hả? Hoàng nay rửa chén nha. Lặt mấy gì có quế không? Có quế không? Không có lại đặng lặt mấy cọng quế bỏ vô cho nó thơm. Quế đâu lặt? Đặng kìa. Hai cái quế cái vậy. Ai nữa? Tôi gì? Mày có rồi hả? Tôi có đâu, có rồi. Mày bóc đi. À, sướng ha. Sai anh đi đài anh đi đó anh uống ngon chút. Giờ trộm lẩu là thấy ưng ý liền. Em mới uống tới tầm. Uống bảy mới rồi, đi về luôn đi chứ đi ngược vòng sao? Vô cái lẩu mới kìa. Trời, quá đã luôn. Mình không có chén ăn. Châu Âu sang trọng với giá chỉ bằng 1/2 so với ngày thường. Ủa? Ngon không? Gấp đi. Làm mấy miếng phèo nữa rồi. Em ăn chó được không? Đúng rồi, ngon. Phèo này. Phèo bò. Thấy không? Ăn chó được hả? Không biết ăn. Không quế đâu, chỉ gặp lật thôi. Đó. Bữa đó anh tập cho mày. Đó. Có mì mít á. Bỏ vô. Tao mới hái 10 tao nấu canh chua rồi như nó hết này rồi. Uống ở trên lại không vậy? Đến lại em nghỉ chơi hả? Đâu, tao mới bỏ. Mày phải uống chưa? Chưa tới ta đâu ấy gấp cũng buồn rồi. Cái lẩu này ngon nè, nó có đó bò viên. Bò viên. Lẩu này nó nấu nước béo chất lượng luôn nè. Quá trời nước béo luôn, ngon. Mướp hương thơm phức luôn. Mướp hương, mướp sầu. Béo ngon ghê luôn, ngon. Thơm ngon, mời bà ăn nha. Đứng đáy bên đó không Hoàng? Cái cây quế này có đứng đáy bên đó không? Khỏi rửa. Không. Đi làm luôn rồi, không ai nhà. Không, khách luôn kìa. Mắm kho này vậy? Gì ở đây? Lẩu bò, mắm kho gì? Cái này chén nữa. Chén nào? Bên Hoàng kìa. Hả? Muôn thầu ấy bữa không rửa rồi. Bên nào? Bên chú Hoàng không? Hoàng kìa. Bên này không rửa. Đấy, đó bữa. Đó bữa. Làm cục bò viên nè, chất lượng luôn. Bảy không gắt bảy. Nhậu rồi chút đừng chửi nha. Không chửi đâu. Ai kêu em nhậu chút xíu em về kia. Nhậu không. Nãy có đi vụ cũng già. Lát em có đi lấy đồ giặt gì nữa không? Lát có đi lấy đồ giặt rồi lấy đồ gì nữa không? Có đặt gì không? Lấy họ có đặt đồ. Đã cho ra rồi, hết vô được rồi. Không có đặt đồ dạng như đặt trên mạng luôn á, đừng nói đi lấy giùm cho. Không có, hảm thôi giờ để em ra em lấy đồ cái em vô liền đi ra lấy đi mất tiêu luôn. Lấy đồ hả? Em đi lấy đồ sao quá hả? Em cố. Chén ai nó không nhắc ghế cho nó luôn. Ngon không nội à? Ê nãy quên mua mì tôm ha. Không. Chết luôn. Này hả? Bài không. 11 10. Còn có mang chịu xị đỏ mắt quá. Nhiều cái gì? Nước còn đổ vô đầy quá. Lẩu bò tôi sợ quá. Lẩu này nấu ngon bò. Bà này nấu sáng phở nấu ngon, nước nấu ngon. Là gì sớm hả? Nước hầm ngon. Anh người Bắc bên nấu ngon. Còn sáng ăn phở ở đây. Mấy người Bắc nấu phở ngon. Nãy cái nước đã kìa. Béo à? Nước vừa béo mà nó ngon. Đây này sáng ăn phở của bà này biết. Bia uống màu lông nữa. Này mà uống rượu đế uống bia nò. Mới vô nó dứt đi mày đưa mày dụ nó cầm nước đi. 20 đó nhiều. Đi. 200 hả? 250. Rồi rượu gì đâu. Vụ đánh bài có đánh bài luôn, người ra đây ngồi nhậu luôn. Bài chưa giờ luôn hả? Bài chưa giờ mà nó. Lời đứa con bia đó. Đâu. Ngon với ta. Con tao thiếu tay đụng mấy cứ vô đi Hoàng cầm tụ cái có người vô này cái gì. Đồ má nhã vô phút bao giây thua 70.000 cũng vậy luôn. Cầm tụ hả? Cầm tụ. Rồi. Đồ mới chạy luôn, anh điện. Em có nói không mà, nói là có đại diện mà. Giờ tới chú dành với vậy. Không dám thuê bao rồi đó. Để không được. Vậy tốt với luôn hả? Thuê bao là giờ đang tới giờ hát báo. Tới giờ hát báo phải không? Đặt lộn bỏ vô. đi bộ đi, chạy xuống. Bước quớt đi, ăn bước quớt đi, đọc gì lộn bỏ vô. Không biết. Nó ngon chứ. Cô bia. Đó, mẹ đi tới kêu đi rước mình cho mình bộ. Còn đập cái vụ. Nhỏ đẩy cái xe bị bể ruột lồi ra đi thấy tội nghiệp. Chứ không phải tại tao kêu nó ấy vô đi cái nó đè. Xuống nước nhỏ đi về chắc bên đây nó qua bơm này nó bơm. Nó mượn bơm quải về bơm làm cái đúng rồi. Tại bơm không biết nó bơm mà cứng quá. Tại mấy cái bơm mình nó bơm không có nặng, nó nhẹ đây mình thấy tập vậy mà tưởng nó không có cứng, ở nhà đủ nó vô hơi dữ lắm. Dục luôn hả? Bể vỏ luôn hả? Bể thời đó. Gì đoạn đọc gì đọc bỏ vô vậy nè. Như là sau sáng hôm ở đây luôn. Đó mới vô hồi 10 giờ. Nấu ăn đi, trời ơi đó. Bể lên mạng là YouTuber. Trời ơi, ngon nha. Bởi con hoàng con bắp vô họ nhớ đây nhất lắm. Bắp với quá cháy luôn. Rồi trái mà màn hình nữa chết luôn. Ngon. Cái mỏ này quay lên đâu mới chắc gái luôn. Đó rồi, đóng lên thật đâu hả? Nó không đổ đúng không? Cường Long An. Bấm lên Cuong LA là ra kênh nè. Ngon bấm vô Cuong LA á. Lót ăn salad hả? Rồi nãy quên dặn mua mấy cái mì. Có mua mì tôm, mua mì lạc đó, mì giấy mà ấy. Mì giấy đó. Mà bữa ăn không phải ăn mì đó đó. Ăn đừng ít đụng vô đây. Nãy tính mua bánh phở mà bả hết bánh phở rồi. Ý là ăn mì đụng vô nồi. Sớm lắm. Đụng vô nồi cái hư cái nồi liền. Sáng mà bán ăn nồi hư cái nồi liền. Rau rác nhìn cũng hấp dẫn. Chứ bán mày không? Mình đồ tôm nè. Qua cậu nằm bên đây trái qua cái ngã ba đó, quá lạnh đó, xíu ngay cổng chào luôn á, qua cổng chào ngay góc cổng chào, ngay góc đó, cặp với Tín Nghĩa biết liền kìa, cặp Tín Nghĩa luôn á, tám nào, vậy. Nói chú Tám về nhậu Tám, chú Tám nói thôi, nãy mới ứng xị rồi để chừng nào ta về mình về với Kỳ. Chưa hết ứng đó nhưng mà không có đồ không, cũng không chuyện vậy đâu, đồ. Qua đã Dục ơi. Trời ơi. Đại đi. Đâu ha đó, còn hột vịt lộn nghe một chục cái ăn đi. Còn ha hột vịt lộn mà hết nó chạy ra đây mua gần sát bên mà. Đó vậy. Nãy quên nói chú Hoàng mua mì. Chứ gì nước đâu? Ủa? Chị bỏ gì tới đây luôn hả? Chứ nó nào đẹp trai không có gian vậy mày anh. Có được gá con đi với đẹp trai nữa. Nói đi nó toàn gặp nó xấu trai không à, nó không có cái gian. Có mày rồi mày, con đẹp vậy mà nói xấu hả? Ồ. Còn miếng ngon má vô. Trước thì nó ù thiệt, con này nó lớn lại nó chứ lớn nó gõ nó cẩu mã lại nó gõ nè, nó nói chung là thạnh gái là đó nè, còn đứa lên nè hồi lúc sanh ra rồi đó, lúc mà đầy tháng ngay sau kia còn bé ù còn vòng sớm ăn đâu má nãy chồng sao còn bự người ta thuốc còn dữ với lại cái giống rau má vậy chứ đâu phải là cái rau má ấy mình đâu phải rau má đồng đâu, tại nó cần nó bán ký mà không bự sao được. Giờ nó cắt cái nọ xịt nó gãi còn u rê nó đầu xịt thuốc dược nó đầu xịt má mà sâu lắm, xài thuốc lớp dịch xịt là chuyện nó cắt vẫn tính nha tụi bay, không tính nha nhưng chơi mà có không đưa rồi đấy nhưng chơi mà tay nó quay hoài đụng má mốt nó đụng má lấy rồi anh này nó ăn nhiều quá nè, ăn nhiều đâu ăn nhiều ăn ngon nhiều vậy rồi nếu có mồi thì đỏ mồi làm vậy đi ta. Vô làm bài vài ly đi. Thôi bao điểm được. Rồi lát cái gì chạy xuống. Rồi cắt coi. Thôi gác hầm chạy xuống. Lẩu bò quá ngon, người ta ăn được. Không vịt lộn ăn lắm. Không ai không vịt lộn không ấy ta, chín luôn rồi đó, đập ăn luôn đi. Sống rồi. Wow. Làm mấy miếng phèo với miếng ruột ngon nè, cô chú Quỳnh vậy. Quên nói còn để còn với lại cái nhật rồi. Thì để mà tụi nó. Để mai nó. Nó tới ai giờ ta? Đủ chưa? chưa? Đây. Mượn lại thứ bảy chủ nhật kêu nó mua pin luôn, mượn xong nó mua pin lộn nha. Hả? Lộn. Không. Lộn chưa đập vô thôi. Sướng không? Không thì còn sống nó tâm nó thôi đúng không? Ừ. Sướng đời thì chứ. Chính là đập vô chút nước nó kẹo. Còn nước nó kẹo. Trời ơi nước dừa hà rồi em lo gì kẹo. Dừa nước dừa chú bảy trồng không? Ừ. Cô chú bảy ấy cho cô ngoại đồ để lợi đó. Với con cây lắm chú anh chị mở luôn à. Dừa đỏ thì cũng có. Dừa đỏ lên mấy kia đấu xuống. Tao có trên kia nữa mà. Ăn vớt cái cục không vậy, vớt không đưa cay hết vậy. Vớt cái cục ra cái nó béo làm tới ốc o. Lên cho làm lên YouTuber luôn. YouTuber. Rồi nó thảo nó quay con rắn vô đó với thịt gì đó nướng một con gì đó. Quay đi không nhờ. Không giờ làm mấy cái ẩm thực đồ hay không? Quay nhỏ cái người vô sở thú luôn. Quay mấy mập mập. Đừng có làm cái ẩm thực này mà đi về miền Tây quay đã hơi cường ha. Nó miền Tây ăn tới tan luôn. Thịt mèo bãi mua mèo nay xuống mèo đâu có tiêu rồi. Chiều mới hả? Tha lo tao không. Ôi ơi không còn chín cá gì mà miếng ta. Qua chú Bảy nói nay bằng mèo xuống ăn mèo. Mèo đâu mà đưa tô cộng này. À thằng Cổn nói ăn giò bò. Trời ơi. Giò heo chứ. Giò heo nó là lẩu măng mà. Còn chuyến này hả không có dính nha. Ấy ra. Mày phải lòn ấy rồi mới được. Còn đó còn dính đó. Đâu dính. Mà cái quay vậy nè. Quay 3 vòng trên đó là nó ấy nè. Là mất cái trùng đám cưới á. Nữa đây, 4-5 trứng gì người trứng đập thiếu ai ăn. Đó, quay vậy đó, đúng rồi. Đúng rồi không? Đập à. Quay Nhật không này là chiêu ông Bảy chỉ nha. Chú Nhật không đó. Thôi ơi, không không lấy luôn đó không? Còn đâu rồi đó. Rồi vậy là chưa đủ á, quay nữa là đủ luôn á. Đúng rồi, xuống rồi đó. Đóng cuốn rồi. Để bên này nè, để bên đó nó dính à. Đó, rồi á. Được. Sớm là được. Quay đó, vậy nó mới được rồi đó. Mình quay nó vậy. Mày quay học dịch đừng cho nó rớt ra nha. Vậy. Cái rung như vậy. Tao mặn luôn. Đó. Còn hơi bể. Nó chưa ấy được. Quay nó chưa đủ vòng. Chưa mà chưa vậy. Chưa đi mới đi mà. Con Tư rồi đi Giang đi nữa mà. Một cây cặp miếng ớt vô cho nó đã nữa. Còn bằng nữa cây còn nữa nè, mấy chai nó hết rồi. Nếu mà dính vậy thôi chắc chế mấy ổng luôn á. Đó là nước rồng nè, nước cạn nè, lội mò nó bắt. Cái này giờ lội mò biết tao chửi không chứ giờ lội mò mò hang rồi. Nhóc luôn có chửi sao bị chửi chứ giờ lùa tới là cây chanh xuống đá luôn. Cây tô chứ. Cái miền Tây nó kêu bằng con gì? Ở đây mình kêu bằng con chèm chép chứ dưới miền Tây nó kêu bằng con dân cây lại rồi đó. Kêu bằng con gì nào? 5 người nhậu làm gì hết không? Hiểu không? Tường chạy em mua hả? Nước muốn đặt lại không phải hả? Nước muốn đặt đổ dừa vô. Dừa thôi. Nước bớt nước đổ thêm cái dừa vô nó hết bài được. Rồi tới kìa. Nào cũng kìa, 8 kìa. Thấy lỗ bồn chịu đâu nào. Không nổi. Lỗ bồn cầm đầu cậu hả? Hả? Em lên nhập xe đầu 230 chưa được 5 phút hồi nữa. Mẹ cái tấu không. Má thấy con bò chưa cầm lòng không đậu mà. Như kiến. Qua chém nè. Qua đâu? Mới vô. Chú Bảy. Chú Bảy không nói thằng lưng xuống không đi về ông nội ơi. Đây. Chú Bảy tươi không hết hả? Rồi. Con bò không đậu. Mới mồi. Sao tôi nở lòng bỏ đi được hả? Tôi lên nhập chạy xuống liền. Thanh thủ đổ vô nó chưa 5 phút hồ nữa. Bài hơn rồi. Tao nói mày 4 người kéo 2 kéo qua dục nó đưa. Không nữa gì nè. Mẹ mới xuống đây có nữa. Má linh vậy. Thôi lỡ rồi ăn cục vàng tiếp đi. Không phải. Hình là nó phải. Không lẽ mới xuống đây. Đã ông kêu đi cái gì cũng điện. Má nãy giờ mới môn à. Mới điện đó, sợ không điện thôi. Bây giờ con không thấy môn. Rồi con này nữa. Nấu ngon mà. Nấu lẩu bò này kiểu người Bắc nấu nó vậy. Nếu người Nam mình nấu là nó khác. Đâu có đậu bắp mà mình đâu có đậu bắp. Đậu bắp mà mới hái mà vô. Đậu bắp này là phát sinh thêm. Phát sinh thêm. Bỏ vô nó nhớt nó mới kẹo ấy đó. Làm mày trứng học vịt rồi. Chín chưa ta? Chín rồi. Kệ nó không chín này ăn sống có gì đâu ha. Sống cái bổ, càng bổ gì đâu. Chín chưa? Không ngon mời bạn ăn nha. Cái kia chín rồi. Sáng giờ chạy lúa. Nè chú anh chị ăn cái trứng vịt lộn nè. Trời ơi. Con đó chín rồi. Chưa chín đâu. Con chưa chín chứ cái chồng đỏ chín rồi con sợ chưa chín. Chín rồi. Chưa chín. Cái chưa có chín ơi. Chơi nước nóng vô. Kệ nó không chín ăn sống luôn đi, ráng ăn luôn nè. Ăn luôn nè cô chú với anh chị. Cường ăn luôn. Đây, quay qua ngồi ăn rồi nè. Nào vịt lộn sống luôn nè. Béo. Đứt răng. Sống nó béo, ngon à. Có vẻ vừa mình khác hại. Đâu khỏi vẻ vừa làm gì hả? Ngọt vào hơi bị ăn phức tối. Lát hết nước đổ vô. Đổ vô thêm. Vịt lộn mà sống ăn nó ngọt em ơi. Ăn đi. Ngon lắm. Trời ơi, sống này ơi. Sống ăn nó ngọt. Nè. rồi bỏ. Ngọt ngay à. Mẹ đấy, cái này mới nó đổ lên mà nó đổ quá, này nó quỷ rồi cho mấy người đổ quá rồi. Chết. Không để cái bẫy cho tao mượn anh Toán. Làm đâu ở đây hả? Ở đây hả đâu? Để đây. Làm cái giật được đấy hả? Không này. Hả? Không dọn không? Hả? Còn để đây đâu còn mua pin đi, nghe hết pin rồi đó. Còn bạn 4 cục đó, đủ mày mua pin cho chẳng mua 2 con lốc rồi đấy anh. Đâu có mà cho mượn thùng bán mua pin luôn đầy đủ mới được. Đúng rồi. Về em chỉ chạy ra phường 4 á. Có nhà thờ mặc mua vô mượn áo mặc làm cha luôn nữa chứ. Áo đen á. Thì vô nhà thờ mượn cái áo á, mặc làm cha luôn đi chứ. Má đưa mượn thùng vậy cho hả? Mua pin nữa chứ. Hả? Nè mày tới đây 5 lẻ mày. Năm gì ổng này cái chục quận 5 mày mới đây năm rồi nên là mày ổng rồi nhà tránh chứ đâu mày năm rồi dưới đây không có năm rồi dưới đây cũng có nữa mà nó phải cái nước nấu đậm rồi à năm rồi chèo nhau mà rồi mới em mới muốn mày mới làm lớn năm nay ổn định chắc nước vừa đổ vô được rồi chú bảy để nó mặn có đây mà tao có đây ta nó sắc mặn nó sắc mặn có anh năm mày sao mày có hả sao mày cái dao của 18 à, giờ lẩu dưa bò mà giờ chặt thêm nước dừa đổ vô nữa là chị thứ gì chịu nổi không? Tối đâu là bữa có 5 cái dao ghé kho vậy. Ghé kho đã này vậy. Chuối. Chạy xuống đây sẵn đây có công chuyện xuống đây nói luôn nè. Xuống lẹ đi sẵn đây có công chuyện anh có đánh điện lên đây. Nó hẹn tối nó hẹn 4 giờ sẵn này con nữa nè. Chuối. Hôm nãy nó gọi đục nghe đã đó. Đó thôi đó. Chứ tắm chưa luôn hết. Nhiều vậy đây chả nó lộn nè. Này nghỉ hai bữa. Cảm ơn. Vậy thôi để đi cho trả đi. Sao trả cho. Vậy. Đang còn 60. Hai bánh bò chưa vậy đó. Đổ nữa, xị đổ 10.000 còn nữa 90 đó. Cục đó. Vậy thua có 10.000 bạc. Vậy đó, mua số thiếu nữa. Mua số ai cũng thiếu. Vô kho thiếu, à. Rồi nào bánh đâu. Thôi tối sáng giờ con tỏ mua số thiếu hơi nhiều rồi. Rồi quýnh bài ra với số nè. Rồi chết mày là không tới rồi. Không, tao nói mày quay mày ấy vậy là bị vuốt. Sụp mới được chứ nó quay là cỡ nào quay. Kệ nó bỏ đại vô luôn đi. Không được. Nó lắc là không được, lắc là dính rồi. Đủ quá được có 2. Vậy đi mà đúng rồi. Mà mày này nấu với thơ ăn với thịt bò là được, chứ ăn với trứng với lại ăn với lại thịt heo là dở. Không được. Nè môn nè. Đấy, con đủ rồi nãy giờ mua. Rồi hôm nay bán đồ mấy thằng nhậu muốn không nóng hết mẹ. Này con bò tao đạo. Gì? Con tao ở đây rồi, ở đây thấy con bò năm con. Bùn ngứa luôn ăn vô chứ hồi gãy chết luôn. Con là con ngứa mẹ. Mày bỏ con đây đây đâu ăn còn lỗ dữ nữa, vậy còn lấy vốn rồi được. Bỏ vậy. Chết á. Có đâu. Nổi dỗ đi tụi nó tặng kết mới lại này. Mày có thấy nhỏ kia vô làm cái tàu ngoài vô nãy tiệp vô đi rồi mấy nãy giờ mà còn quá trời luôn đó. Giờ mình làm món lẩu tay heo khìa nước dừa. Hết mồi lẩu bò rồi giờ tài trợ thêm món này nữa. Đây nước mắm với bột ngọt nữa, bỏ vô chú anh chị. Trộn lên. Đây mình bắt chảo mỡ lên. Ổi vô, chảy lên cho nó thơm. Quá thơm. Đổ vô tay vô. Đây nói đây. À, mình cho nước dừa vô. Thơm ngon không? Chú anh chị đó, bắt đầu mình để đây mình nấu riu riu cho nó chín nè, kẹo lại. Đây, cần nấu lẩu tai heo khìa nước dừa gần xong rồi cô chú anh chị. Đó, ngon lắm. Đây, lẩu tai heo khìa nước dừa của mình gần xong rồi nè nha cô chú anh chị. Chính rồi. Để mình xào cho nó săn rồi nó kẹo nước rồi nó ngon. Bớt lửa lại để lớn lửa qua nó khét. Đốt khói kẹo lại nó dính lên là vàng lên nè. Còn múc ra dĩa đem lên nha. Wow. Rồi đó, giao lại cho con nha. Ủa, nó cuộn ràng luôn hả? Đó, ganh đi. Ủa, được không? Hả? Được không? Cái gì? Được không? Không biết. Đây. Đây nè. Đó là món mới này không? Ôi ơi, thơm ngon. Phá lấu. 4 kết rồi. 5 kết rồi. Ừ. Đây làm thử miếng này coi được không? Mình nấu mình phải thử trước chứ không? Đó, làm nè, ngon không cô chú anh chị? Ủa không quay nữa. Nè, thợ nấu nãy giờ đổ mồ hôi tùm lum hết trơn rồi nè, quay lên đổ mồ hôi tùm lum hết nè, tưởng luôn đi nè. Tưởng luôn chứ vô vậy. Thợ nấu nó giờ đổ mồ hôi tùm lum. Để hai gắp đi đưa lên quay lại. Gắp thử miếng mày. Gắp đi. Nè em. Gắp đi. Gắp lên nó quay vô cả. Tao chỉ chứ rồi vô nghe tao. Rồi gắp luôn quay xong trời cô tôi nhậu đã ta. Mất mày chưa? Về mở lên trời cô tôi nhậu ghê ta. Con pha lấu à ngon cực kỳ luôn cô chú anh chị ơi. Sạch sạch nè, quất vô đã ha. Xài nước vô rồi vô mình nó sắc ấy là hết bài. Quá ngon. Nhậu kiểu này không biết chừng nào có đóng vỏ rồi ăn. Thôi chứ. Nói chứ coi vậy chứ mẹ. Nhậu mồi cỡ này chứ nào nó vỗ bạn. Dạ. Tới vợ về thứ bảy tới nè. Rồi thì thứ bảy chủ nhật rồi tới nè, có ăn rồi. Thôi giờ video Ngọc Cường xin kết thúc. Cảm ơn cô chú quý anh chị theo dõi. Giờ Ngọc Cường về rước con để cho ông Tám lên nhậu, để ông ghét cũng lên nhậu. Khổ rồi, nó phải nói là khổ thân gà trống nuôi con lắm. Rồi có ai phụ nuôi không, vô đó nuôi phụ cho. Mi ơi, trai anh về trước nha Mi. Mọi người thì sáng nó chiều vậy đó.